Sáng nay, huyện Kim Động đã long trọng tổ chức lễ đón bằng công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 và huân chương lao động hạng 3. Dự buổi lễ có đồng chí Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an, đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Quốc Toàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Cường, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đoàn đại biểu Quốc hội, Thường trực Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân tỉnh. 10 năm thực hiện chương trình quốc gia xây dựng nông thôn mới, huyện Kim Động đã đạt được nhiều thành tựu trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội. Tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt 9,51%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch nhanh theo hướng tăng dần tỷ trọng trong các ngành công nghiệp, xây dựng, thương mại dịch vụ. Nông nghiệp phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa hiện đại, kết cấu hạ tầng được đầu tư xây dựng đồng bộ hiện đại đạt chuẩn theo tiêu chí nông thôn mới, chất lượng đời sống của người dân không ngừng được nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 11,4% năm 2011 xuống còn 1,8% năm 2019. Từ năm 2011 đến nay, huyện đã huy động được trên 3.700 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới. Trong đó, ngoài nguồn vốn hỗ trợ của cấp trên và nguồn xã hội hóa, nhân dân đã đóng góp trên 310 tỷ đồng, huy động nguồn vốn từ các doanh nghiệp là 1.400 tỷ đồng. Đến hết năm 2019, tất cả 16 xã trên địa bàn đều được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Huyện đã đạt 9 trên 9 tiêu chí của huyện nông thôn mới. Với những kết quả đạt được, ngày 13 tháng 10 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ có quyết định số 1582 công nhận huyện Kim Động đạt chuẩn nông thôn mới. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã biểu dương ghi nhận và chúc mừng những kết quả mà huyện Kim Động đã đạt được trong quá trình xây dựng nông thôn mới. Với sự đoàn kết nỗ lực của cả hệ thống chính trị, huyện đã có những bước phát triển vượt bậc và toàn diện, đời sống người dân không ngừng được nâng cao, diện mạo nông thôn thay đổi ngày càng văn minh, sạch đẹp. Đồng chí mong muốn trong thời gian tới, huyện Kim Động cần tiếp tục quan tâm thực hiện tốt một số mục tiêu quan trọng, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh. Tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện tốt nghị quyết của Đảng, Nhà nước, của Quốc hội, Chính phủ, của Thủ tướng Chính phủ, nhất là nghị quyết Trung ương 7 về Tam Nông và nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Kim Động lần thứ 23 đã đề ra xác định kinh tế chủ lực của huyện trong thời gian 5 năm tới. Vẫn là sản xuất nông nghiệp, sản xuất quy mô lớn, tiếp tục tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng chuyển đổi cơ cấu cây trồng có hiệu quả kinh tế cao, phù hợp với đất đai và trình độ sản xuất thâm canh của từng vùng và nhu cầu của thị trường, tập trung xây dựng quy hoạch vùng huyện đồng bộ với quy hoạch của tỉnh và các quy hoạch chuyên ngành, các lĩnh vực liên quan, quản lý tốt quy hoạch, nhất là quy hoạch sử dụng đất đai, quy hoạch hạ tầng giao thông, đô thị, nhà ở dân cư theo hướng là phố trong làng, thực hiện nghiêm chỉ thị 02 và kế hoạch 93 của Ủy ban tỉnh, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ môi trường, tổ chức chăn nuôi tập trung xa khu dân cư, xây dựng được tất cả các tuyến đường hoa cây xanh kiểu mẫu với phương châm ở đâu có đường thì ở đó có đường hoa, tập trung nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng các khu cụm công nghiệp, hạ tầng giao thông, chú trọng thu hút đầu tư xây dựng ngày một hiện đại hạ tầng nông thôn, đặc biệt là hạ tầng giao thông thủy lợi, thực hiện tốt chương trình đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo, đẩy mạnh đào tạo nghề, phát triển nguồn nhân lực kỹ thuật cao, bảo vệ giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống, phong tục tập quán tốt đẹp, xây dựng nếp sống văn minh trong cộng đồng dân cư, tập trung xây dựng Đảng, chính quyền đoàn thể trong sạch vững mạnh và hệ thống chính trị từ huyện tới cơ sở ngày một hiệu lực hiệu quả, đẩy mạnh cải cách hành chính, tổ chức bộ máy tinh gọn, nhất là công tác tổ chức cán bộ, phát huy dân chủ, mỗi cán bộ đảng viên từ nhận thức đến hành động phải chuyển nhanh từ phong cách điều hành sang đồng hành, phục vụ nhân dân, chính quyền của dân, do dân, vì dân và gần dân, lắng nghe nhân dân, tạo đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân. Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Trần Quốc Toàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã trao huân chương lao động hạng 3 cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Kim Động vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh trao bằng công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Kim Động.
Nhân dịp này, nhiều tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới huyện Kim Động đã được Ủy ban nhân dân tỉnh huyện biểu dương khen thưởng.